Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay mình đang ở công trình ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, ở huyện Châu Đức. Thì công trình của mình với bề ngang đất là 13 m. Mình xây với quy mô là ngang khoảng 9 m, dài là 22 m. Thì đây là xây nhà cho một Việt kiều người nước ngoài. Thì chị thích xây nhà theo cái phong cách kiểu Nhật và nhà trệt. Thì đây được gọi là cái nhà mà biệt thự vườn á, với chi phí đầu tư cũng rất là lớn. Đó thì bây giờ mình vô mình tham quan cái công trình của mình. Thì công trình hiện tại mình đang làm cái công tác là mình đang tô cái trên mái, và mình đã lợp cái mái, đang lợp cái khung xương của cái mái ngói. Đó. Còn cái phần bên dưới thì mình đã tô hoàn thiện xong hết rồi. Đó thì mình vô mình tham quan công trình. Đó thì với bề ngang đất này khoảng là gần 13 m này, thì mình chừa cái cổng rất là lớn để cái xe ô tô mình đi vô cho nó dễ. Thì khoảng sân này mình chừa là khoảng là gần 10 m. Đó. Thì đây là cái cổng chính này, cái cổng chính này. Bởi vì công trình của mình xây đối với cái cốt là đang làm rất là thấp, nên mình đưa lên cao là nó khoảng 1,5 m so với cái cốt bình thường. Đó. Thì đây là khi mà lên thì mình thấy này nó rất là cao. Đây là cái cửa chính này. Thì thiết kế này nó hơi đặc biệt một xíu, bởi vì theo cái kiểu nước ngoài ấy, là người ta cái làm cái cửa chính nó rất là nhỏ. Đó, thì cửa chính này nó rộng ở đây khoảng 1,8 m. Khoảng cái này khoảng 1,8 m. Đó, cái cửa. Đó, thì đi vô đây thì nó có một cái sảnh để che mưa này. Cái sảnh này mình làm rộng khoảng là 2 m. Thì vô trong cái không gian này thì mình bố trí là bên hông này nó sẽ có một cái tủ theo cái kiểu người nước ngoài á, là họ có một cái tủ để làm sao, nguyên một cái tủ âm rất là lớn đây này, để thứ nhất là để cái gương để soi trong đấy, thứ hai là để các cái giày dép, quần áo, các cái áo khoác á, các cái đồ nón á, nó nằm ở trong đây. Thì khi mà vô trong nhà là bắt đầu mình mới để tất cả các cái đồ trong cái tủ này, xong bắt đầu mình mới đi vô. Thì ở đây sẽ là các cái bức phông để trang trí này, trang trí, nên là cái khoảng cách này nó không có quá rộng, nó đâu đó nó khoảng là 2,5 m. Đó, thì vô trong cái không gian này là cái không gian của phòng khách. Thì cái không gian phòng khách thì chủ nhà cũng thiết kế nó không có quá lớn. Thì đây nó có một cái view, đây là một cái cửa lớn 4 cánh, là cửa sổ này. Bên đây cũng có một cái view cửa sổ rất là lớn, là 4 cánh luôn. Đó, thì cái view này ở đằng trước này thì chủ nhà nó có một cái hiên ra khoảng 1,5 m. Thì ngoài 1,5 m thì chủ nhà trồng rất là nhiều hoa. Thì theo cái phối cảnh mà mình thiết kế nó sẽ là như vậy. Còn cái hết cái xung quanh ở phía bên kia là mình sẽ trồng nguyên một cái hàng dừa rất là cao, để tạo cái view ở phía bên đó. Đó. Rồi, bắt đầu mình vô mình tham quan tiếp theo. Thì đây là cái đường hành lang xuống. Thì cái nhà này mình đang xây là chiều cao nó khoảng là 4 m, trần nó 4 m đó. Đó. Rồi, khi mà mình vô cái bên tay trái của mình, đây là một cái phòng master này. Cái phòng này rất là lớn. Phòng này nó rất là lớn, các bạn thấy không? Đó. Phòng ngủ nó rất là lớn. Còn đây là cái điểm nhấn của cái đầu giường này. Đó. Còn đây nó sẽ có một cái cửa hông ra. Mỗi cửa hông ra là ngoài đây nó sẽ có một cái hành lang để đi ra nữa. Làm chủ nhà trồng rất là nhiều cây hoa ở đây. Nó tạo thành một cái view rất là đẹp. Đó, thì cái phòng master thì chắc chắn rồi, nó có một cái phòng vệ sinh rất là lớn trong đây. Phòng vệ sinh rất là lớn trong đây. Thì cái phòng vệ sinh này nó đâu đó nó khoảng là 6 m², rất là lớn. Các bạn thấy không? Phòng vệ sinh rất là lớn. Thì đây mình đang thợ đang tô nhám để làm sao để sau này ốp gạch cho nó dễ. Đó. Cái phòng vệ sinh rất là to. Thì đây nó vẫn có cái cửa rất là lớn để nó thông thoáng cho cái phòng vệ sinh. Đó. Rồi, tiếp theo thì phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ thứ ba là nó sẽ nằm cùng một bên. Đây là phòng để cho hai con gái của chủ nhà, là khi ở nước ngoài về đây là có cái phòng để ở. Đây,
Hai cái phòng này thiết kế thì thường là cái cách bố trí nó sẽ giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái tông màu khi mà nhấn nhá nội thất thôi. Thì hai bên đều có hai cái cửa nhỏ và ở giữa là một cái phong của cái đầu giường. Đó, đây là cái chỗ để tivi. Nên là phòng này diện tích nó cũng tương đối lớn. Nên các bạn nhìn thấy là mình đứng, nó là thoảng trong không gian nó rất là rộng. Rất là rộng. Đó. Thì giữa hai cái phòng đằng trước và cái phòng đằng sau, hai cái phòng này thì kích thước nó sẽ bằng nhau. Kích thước sẽ bằng nhau. Ngang đâu đó nó khoảng là 5m. Và bề rộng của nó, bề rộng nó khoảng là gần 4 mét. Nên là đâu đó nó khoảng là 20 mét vuông cái phòng. Nên là nó cũng tương đối rộng đối với một cái phòng ngủ. Đó. Thì đây, cái vệ sinh chung này cũng rất là to, bởi vì những cái anh chị người nước ngoài á, người ta quen sống như những cái vệ sinh nó rất là rộng rồi. Nên là chủ nhà là thích cái vệ sinh rất là to. Thì các bạn vô đây, các bạn nhìn thấy này, cái vệ sinh nó rất là rộng luôn. Rất là rộng luôn. Mình quay mà không có đụng tay luôn đó. Rất là rộng. Đó, chừng đâu đó khoảng 6 mét vuông. Đó. Thì cái labo cũng rất là rộng. Đây, cái điểm nhấn của labo rất là rộng này. Rồi cái vị trí của phòng tắm cũng rất là rộng. Vị trí của vòi sen cũng rất là rộng. Đó. Tất cả nó đều rất là rộng. Thì đây đều có chừa những cái cửa rất là to. Rất là to để mà lấy sáng, thông thoáng cho cái phòng vệ sinh. Đó. Phong cách người ở châu Âu thì nó có khác, làm gì nó cũng to hết. Đó, tiếp tục thì chúng ta sẽ đi cái đường hành lang xuống này. Đây. Đây là một cái mà nó cũng quá là to, các bạn nhìn thấy. Không gian này nó rộng, rất là rộng. Một không gian nó khoảng 30 mét vuông, khoảng ở đâu đó khoảng gần 60 mét vuông cái không gian bếp. Bởi vì á, của anh chị chia sẻ là anh chị rất là thích là cái không gian ở phần bếp, là muốn là gia đình sum họp và chủ yếu là sẽ sinh hoạt ở dưới bếp, nên là không có ưu tiên phòng khách rộng mà là ưu tiên không gian phòng bếp rộng. Thì nguyên cái chỗ này là cái không gian phòng bếp này. Đó. Thì hết cái phía bên đây. Đó, cái chỗ mình đứng này. Hết cái phía bên đây. Thì anh chị là đóng tủ bếp âm, nó rất là lớn, đầy đủ tất cả các cái máy. Ví dụ như là máy rửa chén, hoặc là các cái máy lò vi sóng, hoặc là các tủ lạnh, hoặc là các cái máy móc của cái nhà bếp nó nằm hết phía bên đây. Và chỗ này nè, nguyên cái phần chỗ này là sẽ làm một cái phòng giặt ở đây nữa. Đó. Ngoài phòng giặt thì đây là một cái không gian rất là lớn để anh chị kê một cái bàn ăn rất là lớn ở đây. Bàn ăn cho đại gia đình khoảng 10 người ở trong cái bếp này. Đó. Thì qua cái không gian bên đây. Cái không gian bên đây thì nó cũng rất là rộng này. Không gian bên đây là cái không gian mà là hưởng thụ chính của gia đình, là khi mà ăn cơm xong là gia đình sẽ ngồi ở đây, ngồi quây quần đây, nên là cái không gian này anh chị thiết kế cũng rất là rộng. Thì đây sẽ để những cái sofa. Cái sofa ở đây á, có cái đặc biệt là cái sofa họ không có để dựa vô tường giống như là người Việt Nam, mà sofa đặt ở chính giữa như thế này này, chính giữa cái nhà luôn. Đó, để mọi người ngồi ở trung tâm cái nhà, có thể là nhìn qua các góc. Đó, chứ không có nằm vô góc tường giống như là ở Việt Nam. Đó, đó là cái cách. Nên là các bạn nhìn thấy là cái cửa sổ là hai cái góc mặt tiền đều là cửa. Đó, để nhìn ra cái view xung quanh. Rồi, có một cái đặc biệt nữa ở đây này. Thì các bạn thấy là cái view ở đằng sau này này. Đấy, chị làm cái cửa này nó rất là lớn, nó to gấp đôi so với cái cửa mặt tiền. Bởi vì anh chị có chia sẻ là ở bên nước ngoài á, là đa số là họ sống ở đằng sau không à. Nên là đi đâu cũng đi ở cái cửa sau đi vô không à. Nên là anh chị tập trung cái cửa đằng sau rất là lớn. Thì cái đằng sau này nó sẽ có một cái đặc biệt là nguyên đằng sau này nó có một cái sảnh. Nó có một cái sảnh đằng sau này nè. Các bạn thấy không? Một cái sảnh đằng sau này nó rộng 3 mét lắm. Thì cái sảnh này á, cái mục đích chính của nó là để nó che nắng. Che nắng là sao? Khi mà cái nắng chiều hoặc là cái nắng nó chiếu, nó không chiếu tới cái nhà, cái cửa kính lớn được. Đó. Cái thứ hai là nó che mưa luôn. Thì khi mà mưa hắt vô là không thể hắt vào trong tới nhà được. Thì nguyên cái sảnh này thì nó lại tác dụng để tránh nắng và tránh mưa. Và nó còn có một tác dụng nữa. Nó rộng 3 mét này là chủ nhà có thể để các cái bộ bàn ghế đá để họ ngồi ở đây, họ uống cà phê, họ chơi ở đây. Và cái khu vực bên ngoài này sẽ là cái khu vực mà trồng các cái tiểu cảnh, các cái cây xanh này. Đó. Rồi các cái hồ nước này, các cái non bộ ở đây này. Để khi mà chủ nhà ngồi trong cái sảnh này là chủ nhà có thể thưởng thức được cái không gian ở bên ngoài. Nó rất là rộng. Bởi vì cái ngang nhà nó khoảng gần 13 mét.
Đó, thì cái khoảng sau này thì nó còn khoảng là ở đâu đó khoảng là 7 mét. Đó, thì mình thấy cũng rất là rộng đối với cái nhà mình rồi. Thì với diện tích nhà khoảng một cái sàn này khoảng 200 mét vuông sàn, thì đối với một cái nhà biệt thự vườn này thì rất là lớn. Đó, thì các bạn nhìn lên trên các bạn cũng thấy là mình đang làm cái hệ thống khung kèo thép này cũng rất là kiên cố. Đây là cái khung 3D làm bằng hợp kim thiết. Đó, nên là nó sẽ chống han rỉ rất là tốt, thì nó rất là bền. Đó, với cái kết cấu mái thì được làm bằng kết cấu mái Nhật, nên là nó sẽ là cái hình cái bánh ú á, cái hình cái bánh ú á. Đó, thì bây giờ cái xu hướng mà làm nhà theo kiểu mái Nhật đó, họ rất là ưa chuộng. Họ không có thích làm kiểu chữ E giống hồi xưa nữa, mà thích làm cái kiểu mái Nhật á, thì nhìn cái nhà sẽ sang hơn, sẽ đẹp hơn. Thì kiểu mái Nhật nó có cái đặc điểm là hết cái xung quanh á, thì mình đều đổ cái re ra, re ra từ 6 tấc tới 8 tấc tùy với cái thiết kế của nhà. Đó, và tất cả là mình sẽ thu nước mưa ở xung quanh hết. Đây các bạn nhìn thấy này, chỗ này nhà đây cũng thế, là mình cũng phải xây, mình chừa lại cái chỗ này rộng từ 80 tới 80 này, tới 1 mét này. Đó là cái khe đó, tùy cái đất này nó hơi cong một xíu nên là mình phải xây hết đất thôi. Đó, thì chỗ này là cái chỗ để mình làm cho cái nhà nó thông thoáng và đổ được các cái diềm mái á. Thì các bạn nhìn cái nhà nó rất là đẹp, các bạn thấy không? Đó, đó, tất cả là diềm bê tông hết. Đó, đó, khi mình đi ra đây thì mình thấy là cái nội là mình đứng ở đây là mình đã thấy là cái không khí nó rất là mát rồi. Bởi vì gió cái hướng tây nam nó hắt vào đây nên là cái nhà nó rất là mát. Đó, nếu mà như mình là buổi chiều á, thì mình rất là thích ra đây ngồi, bởi vì cái cảnh sắc xung quanh á, nó rất là thoáng, các bạn thấy không? Ở khu vực Bà Rịa này thì hầu như là rất là ít nhà, nên là cây cối nó rất là nhiều, nên là để đón cái hướng gió chiều vô thì nó rất là mát. Bởi vì cái nhà của mình tương đối cao, thì như mình nói á, khi mình làm cái cốt hoàn thiện lên nó 1,5 mét, đây là mình đã đổ đất rồi đó, 1,5 mét so với cái đường, nên là cái nhà nó tương đối cao hơn các cái khu vực xung quanh, nên là nhà đón cái hướng gió vô nhà nó rất là mát. Đó, đây còn xung quanh đây này, xung quanh đây là bên ngoài, đây là mình làm cái lối đi khoảng 2 mét để mình chạy xe vô bên hông, là chạy ra đằng sau này, xe ô tô thì để đằng trước, còn các cái xe máy thì có thể chạy ra đằng sau này, chạy vô nhà. Nên đây nó có cái đường giám đốc này đi lên này, chạy vô nhà. Thì mình làm luôn cái hầm tự hoại nó nằm ở ngoài sân đó, để dễ cho cái việc mà chăm sóc mà bảo trì sau này. Đó, thì xung quanh đây là mình đã gắn các cái hệ thống mà các cái ống nước cấp xung quanh đây này, các bạn thấy không? Xung quanh đó, mỗi cái góc thì mình sẽ đều gắn cho các cái ống nước cấp hết, để mục đích làm sao để lúc nào mình tiện chỗ nào thì mình sẽ vặn vòi mình tưới cây chỗ đấy luôn. Và xung quanh thì mình sẽ chừa ra các cái vị trí các cái ổ điện, để khi mà chủ nhà trồng các cái cây á, các cái cây mà trang trí á, các cái lùm cây thì mình có thể là có cái nguồn điện đấy, mình cắm điện vào trong các cái lùm cây đấy để cho nó phát sáng ra, để cho cái cảnh sắc ban đêm nó rất là đẹp. Còn xung quanh nhà cũng thế, thì cái cách của chủ nhà thì họ làm thêm các cái ổ điện ở bên ngoài nhà để cho cái vấn đề và sau này sửa chữa hoặc là các cái máy móc họ muốn cắm điện á, thì nó rất là dễ dàng. Thì đó là một cái đặc biệt nữa, đối với người nước ngoài họ rất là thích như vậy. Đó, đây thì đội quân của mình đây đang làm cái công tác mà tô trên mái, các bạn thấy đang tô trên mái đó, tô cho nó nét lại để bắt đầu chuẩn bị công tác chống thấm. Thì khi mà mình chống thấm xong thì bắt đầu mình sẽ lợp mái xong thì mình sẽ đóng thạch cao và mình sẽ vô cái công tác hoàn thiện đó. Còn đây thì bên ngoài thì mình chưa có làm nên các bạn nhìn nó đang còn rất là ngổn ngang đó. Đó, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn cái công trình của mình, nó là một cái biệt thự vườn ở dưới Bà Rịa, thì thiết kế theo phong cách Nhật đó. Thì khi mà hoàn thiện ngôi nhà thì mình sẽ quay cho các bạn coi, thì các bạn chắc chắn sẽ thích cái phong cách này, bởi vì theo phong cách này thì làm cái ngôi nhà nó rất là thoáng, rất là mát. Bởi vì anh chị cũng theo cái tiêu chí là đơn giản mà đẹp, nên là đã chọn công ty để xây cho anh chị một cái ngôi nhà. Nếu các bạn có cái gì góp ý thì các bạn cứ góp ý thì mình sẽ ghi nhận, và nếu các bạn có gì thắc mắc thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, hôm nay mình quay video tới đấy thôi. Rồi, chào các bạn.